Hello, xin chào các bạn Tiếp tục với các ván cờ theo yêu cầu Hôm nay mời các bạn quay trở lại năm 1895 của thế kỷ trước Để đến với giải đấu tổ chức tại Hastings Một thị trấn ven biển của nước Anh Giải đấu tại Hastings năm 1895 Quy tụ những kỳ thủ mạnh bậc nhất thời bấy giờ Như là vua cờ đầu tiên Wilhelm Stennis Vua cờ thứ hai Emmanuel Lasker Kẻ thách đấu vua cờ thứ nhất Mikhail Chigurin bác sĩ Sibek và rất rất nhiều kỳ thủ mạnh khác nữa. Không chỉ quy tụ những kỳ thủ mạnh bậc nhất, giải đấu này còn được rất nhiều người nhắc đến vì số lượng các kiệt tác nghệ thuật mà các kỳ thủ tạo ra. Trong các kiệt tác đó, không thể không kể đến ván cờ giữa vua cờ đầu tiên William Steinitz và một kiện tướng quý tộc người Đức Kurt von Baden-Leben. Đây cũng là yêu cầu mình nhận được từ bạn Ly Đặng bạn Dương Trinh Dương Và bạn James Meme Trước khi ván cờ này diễn ra Thì Cuvon Baden-Leben Có khởi đầu khá là tốt Ông đứng thứ hai với 7,5 điểm Sau 9 ván đấu Nhưng mà sau khi gặp William Stanis Thì ông chỉ giành được thêm có 4 điểm Sau 12 ván nữa Vậy điều gì khiến phong độ của ông trở nên xa suốt như vậy Mời các bạn theo dõi ván cờ Sẽ rõ nhé Ở ván này Stanis Được cầm quân trắng đi trước ông mở màn với nước tốt E4. Cút von đáp trả bằng nước tốt E5. Tiếp theo trắng đi mã F3, đen đi mã C6. Trắng đi tượng C4 hình thành khai cuộc Italy. Đen đi tượng C5 hình thành biến Duoco Piano trong khai cuộc Italy. Trắng đi tốt C3 làm bàn đạp đẩy tốt lên D4. Đen đi mã F6 tấn công tốt trắng và chuẩn bị nhập thành. Trắng theo kế hoạch đẩy tốt D4 tấn công tượng đen Tốt đen ăn tốt trắng Tốt trắng ăn lại tốt đen Đen đi tượng B4 chiếu Trắng nhảy mã C3 cản chiếu và bị ghim Tiếp theo thì đen nên lấy mã ăn tốt trắng Mã trắng đang bị ghim sẽ không thể ăn lại Mà đen lãi được một tốt Nhưng ở ván cờ thực tế Đen lại đẩy tốt D5 để tấn công tượng trắng tốt trắng ăn tốt đen mã đen ăn tốt trắng trắng nhập thành tiếp theo thì đen nên lấy tượng ăn mã trắng tốt trắng ăn lại tượng đen thì đen nên nhập thành chứ còn không được ham hố mà lấy mã ăn tiếp tốt trắng vì nếu mã đen ăn tiếp tốt trắng thì trắng sẽ đi hậu b 3 tấn công mã đen và kết hợp với tượng tấn công tốt f 7 đen chắc chắn sẽ mất mã còn nếu mà chạy mã thì tượng trắng ăn f 7 xe trắng sang e1, tượng trắng lên a3, đen sẽ thua nhanh chóng. trở lại ván cờ thực tế, đen đi tượng e6 bảo vệ mã, trắng liền phi tượng lên g5 tấn công hậu đen. nếu đen đẩy tốt f6 tấn công lại tượng trắng, thì trắng sẽ bình xe e1 ghim và tấn công tượng đen. nước tốt nhất cho đen là nhập thành cách ly vua vào góc bàn cờ cho an toàn. Khi đó thì xe đen à xe trắng ăn tượng đen. Tượng đen ăn mã trắng, tốt trắng ăn tượng đen, tốt đen ăn tượng trắng. Trắng hiệu B1 tấn công tốt đen B7. Đen mà đẩy tốt B6 thì xe trắng ăn mã đen. Đen mà nhảy mã A5 bảo vệ tốt thì tượng trắng ăn mã đen, hậu đen ăn tượng trắng thì xe trắng E5 xiên chết mã đen. Đen mà bình xe B8 bảo vệ tốt Thì trắng sẽ đi hậu E4 Kết hợp với tượng tấn công mã đen Đen chắc chắn sẽ phải chạy vua H8 Để tránh nước chiếu mở của trắng và bị mất mã Do đó ở ván cờ thực tế Đen không để tốt F6 tấn công lại tượng trắng Mà lùi tượng về E7 Trước việc các quân đang rằng xé nhau rất là phức tạp như thế này, trắng phát động tấn công. Tượng trắng ăn mã đen, tượng đen ăn tượng trắng, mã trắng ăn tượng đen, hậu đen ăn mã trắng, tượng trắng ăn tượng đen, mã đen ăn tượng trắng. Trắng bình xe E1 ghim mã đen, ngăn đen nhập thành. Đen để tốt F6, chắc là định đưa vua lên F7 rồi bình xe E8 để nhập thành nhân tạo. Trắng liền đi hậu E2 Trồng quân với xe tạo thành súng cao su Nhắm thẳng mã đen mà bắn Đen lùi hậu về D7 bảo vệ mã Trắng bình xe C1 kiểm soát cột nửa C. Ở đây thì đen nên chạy vua F7 Để nhập thành nhân tạo Mở đường cho hai xe sang trung tâm tham chiến Hậu trắng C4 chiếu và kết hợp với xe tấn công tốt C7 Thì mã đen C5 cản chiếu và bảo vệ tốt Trắng sẽ không làm gì được đen Tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì đen không nhập thành nhân tạo Mà lại đẩy tốt C6 Trắng liền đẩy tốt D5 và thí tốt Tốt đen ăn tốt trắng Trắng nhảy mã D4 Giờ thì đen mới chịu đi vua F7 để nhập thành nhân tạo Trắng nhảy mã vào E6 biến thành mã bạch tuộc Sau đó thì sẽ phi xe xuống C7 để tấn công hậu đen Đen liền bình xe C8 để ngăn xe trắng lao xuống Trắng hiệu G4, dọa ăn tốt G7, chiếu. Lại còn dọa nhảy mã về G5, chiếu bắt hậu. Đen đẩy tốt G6, trắng nhảy mã G5, chiếu. Vua đen chạy E8, trắng thí xe ăn mã đen. Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiết tài. Ở đây thì đen nên lấy hậu ăn xe trắng, xe trắng ăn xe đen, xe đen ăn xe trắng, hậu trắng ăn xe đen. Hậu đen D8 cản chiếu Hậu trắng ăn hậu đen Vua đen ăn hậu trắng Trắng lãi được một mã và chắc chắn sẽ giành chiến thắng Nhưng mà với một quân mã như này Thì cũng vất vả để có thể dồn ép được đen Tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì Đen không ăn xe trắng Mà lại chạy vua F8 Và chính điều này làm nên siêu phẩm xe điên Của Wilhelm Stennis bởi vì ở đây chỉ cần trắng ngừng chiếu thì xe đen sẽ ăn xe trắng chiếu hết. Nên trắng liền bình xe F7 chiếu tiếp. Vua đen chạy G8. Trắng bình xe G7 thí xe để chiếu tiếp. What the fuck? Và máy tính lại đánh giá đây là nước đi thiên tài. Nếu hậu đen ăn xe trắng thì lại giống phân tích ban nãy. Xe trắng ăn xe đen, xe đen ăn xe trắng. Hậu trắng ăn xe đen chiếu. Hậu đen F8 cản chiếu thì hậu trắng ăn hậu đen. Vua đen ăn hậu trắng. Trắng lãi được một mã và sẽ giành chiến thắng. Còn ở ván cờ thực tế, đen chạy tiếp vua H8. Xe trắng không chịu buông tha cho vua đen mà ăn tốt chiếu tiếp. Sau nước đi này thì đen đành dừng đồng hồ chịu thua. Bởi vì nếu tiếp tục thì chỉ có hai cách. Một là hậu đen ăn xe trắng, khi đó thì xe trắng ăn lại xe đen xe đen ăn xe trắng, hậu trắng ăn xe đen chiếu, buộc hậu đen G8 cản chiếu, hậu trắng ăn hậu đen, vua đen ăn hậu trắng, trắng vẫn lãi được một mã và chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Cách thứ hai là đen chạy vua G8, khi đó thì xe trắng lại G7 chiếu. Nếu mà vua đen chạy F8 thì mã trắng H7 chiếu và thí xe. Vua đen ăn xe trắng, Hậu trắng ăn hậu đen chiếu bắt luôn cả hai xe của đen, đen sẽ thua nhanh chóng. Vua đen mà chạy H8 thì hậu trắng H4 chiếu, buộc vua đen ăn xe trắng. Hậu trắng H7 chiếu, vua đen chạy F8, hậu trắng H8 chiếu, vua đen chạy E7. Hậu trắng G7 chiếu, vua đen chạy E8. Hậu trắng G8 chiếu, vua đen chạy E7. Hậu trắng F7 chiếu, vua đen chạy D8. Hậu trắng F8 chiếu, buộc hậu đen cản chiếu. Khi đó thì mã trắng F7 rồi hậu trắng D6 chiếu hết. Do đó, sau nước thí xe lấy tốt của trắng thì đen đánh dừng đồng hồ chịu thua. Có lẽ là chứng kiến cảnh vua của mình bị rượt đuổi như phim hành động khiến cho tinh thần của coupon Baden-Leben bị ảnh hưởng. Cho nên 12 ván tiếp theo phong độ của ông mới xa sút và chỉ giành được thêm có 4 điểm. Như vậy là với nước thí xe điên, với nước xe điên thần thánh truy sát đến tận cùng, đánh cho vua đèn lên bờ xuống ruộng, đánh cho vua đèn thất điên bát đảo, thì William Stennis đã giành chiến thắng một cách ngoãn mục. Ván cờ này được bình chọn là ván cờ hay nhất của giải đấu năm đó. Các bạn có thấy hay không? Nếu mà thấy hay thì cho mình xin một like nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại. Hello, xin chào các bạn. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ đến siêu phẩm đòn cối xay bất tử mà mình đã làm theo cầu cách đây cũng khá lâu. Ở ván đó thì đại kiện tướng Carlos Torre Roberto đã tạo nên một siêu phẩm để đời khi ông tung đòn cối xay đánh cho vua cờ thứ hai là Emanuel Lasker một trận thừa sống thiếu chết. Tiếp tục với nội dung các ván cờ theo cầu, hôm nay mời các bạn đến với một ván cờ nữa cũng có sự góp mặt của Carlos Torre. Đó chính là ván cờ giữa Edwin Zile Adam và Carlos Torre Repeto. Đây là yêu cầu mà mình nhận được từ rất nhiều các bạn, bạn Hùng Nguyễn, bạn Nguyễn Thành Nam, bạn Đào Đức Hùng, bạn Phạm Tuấn, bạn Quân B9A và bạn Chess. Sơ qua về hai kỳ thủ thì Carlos Torre Repeto là một kỳ thủ cờ vua người Mexico nhưng mà chuyển qua Mỹ sinh sống từ khi còn nhỏ. Những năm đầu thập niên 1920, Carlos Torre nổi lên như một hiện tượng Ông đã từng đánh bại rất nhiều các kỳ thủ mạnh trong đó có cả vua cờ Immanuel Lasker với siêu phẩm đòn cối xây bất tử mà mình đã đề cập đến vừa nãy đấy. Tuy nhiên thì như bông hoa sớm nở tối tàn, sự nghiệp của ông sớm chấm dứt vì căn bệnh tâm thần. Mặc dù vậy, với sự thể hiện ấn tượng tại những trận đấu đỉnh cao đầu thập niên 1920, Liên đoàn cờ vua Fize quyết định trao tặng danh hiệu Đại kiện tướng danh dự cho ông vào năm 1977 và ông chính là đại kiện tướng đầu tiên trong lịch sử của đất nước Mexico. Còn Edwin Ziller Adam, ông chính là thầy dạy cờ của Carlos Torre những năm thơ ấu. Cả cuộc đời ông đều sinh sống ở New Orleans của Mỹ. Ván cờ sau này được mọi người đặt tên là Take My Wife Please, có nghĩa là ăn vợ tao đi please. Vì sao nó lại được đặt tên như vậy? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Edwin Ziller Adam được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt E4. Carlos Torre đáp trả bằng nước tốt E5. Tiếp theo, trắng đi mã E3 tấn công tốt đen. Đen đi tốt D6 bảo vệ tốt và mở đường cho tượng phát triển. Hình thành khai cuộc phòng thủ Philidor. Trắng đẩy tốt D4 gã đổi. Tốt đen đàn tốt trắng. Hậu trắng ăn lại tốt đen. Đen nhìn mã C6 tấn công hậu trắng. Trắng không chạy hậu mà phi tượng lên B5 ghim mã đen. Đen lên tượng D7 tháo ghim cho mã. Trắng lên tượng ăn luôn mã đen để duy trì hậu ở D4 kiểm soát trung tâm. Tượng đen ăn lại tượng trắng và kiểm soát đường chéo lớn. Trắng phát triển mã C3. Đen phát triển mã F6. Trắng nhập thanh. Đen cũng lên tượng E7 và chuẩn bị nhập thanh. Trắng nhảy mã lên D5 chiếm lĩnh trung tâm. Nếu mã đen ăn mã trắng thì tốt trắng ăn lại mã đen và tấn công tượng đen đồng thời là hậu trắng tấn công tốt đen g7 nếu đen chạy tượng chẳng hạn chạy b5 tấn công xe trắng thì hậu trắng ăn tốt đen và tấn công xe đen đen lên tượng f6 bảo vệ xe và tấn công lại hậu trắng thì trắng bình xe e1 triệu và tình thế của đen cực kỳ nguy hiểm nếu đen không chạy tượng mà đi tượng f6 tấn công hậu trắng thì hậu trắng E3 chiếu và sau đó cũng sẽ thịt mất tượng đen C6. Do đó ở ván cờ thực tế, đen có lựa chọn chính xác là lấy tượng ăn mã trắng. Tốt trắng ăn lại tượng đen, mở thông cột E cho xe trắng qua E1 kiểm soát. Đen nhanh chóng nhập thành, đưa vua vào vị trí an toàn. Trắng phát triển tượng lên G5 tấn công mã đen và liên kết song xe. Nhận thấy quân tốt D5 khá là khó chịu Đen để tốt C6 gã đổi Trắng không đổi tốt với đen Mà để tốt C4 bảo kê cho tốt D5 Tốt đen ăn tốt trắng Tốt trắng ăn lại tốt đen Và thế chỗ quân tốt vừa bị ăn mất Vẫn tiếp tục đứng lù lù một đống ở ô D5 Đen bình xe 8 kiểm soát cột M E Trắng bình xe 1 tranh giành cột M E với xe đen Tiếp theo Đen nên để tốt H6 tấn công tượng trắng Và mở đường và mở cửa sổ cho vua khi có biến nhưng mà Đen lại lựa chọn đẩy tốt A5 Dừng cao tốt cánh hậu Trắng lên xe E2 Chuẩn bị bình tiếp quân xe còn lại qua E1 Trồng quân tạo thành súng cao su trên cột M-E Ở đây Đen vẫn nên đẩy tốt H6 Tấn công tượng trắng và mở đường thoát cho vua Đề phòng bất chắc Nhưng mà thực tế Đen lại bình xe C8 Kiểm soát cột M-C Và mấy tinh đánh, đánh giá Đây là nước đi ngốt tình Trong với sai lầm này trắng bình xe E1 theo kế hoạch. Đèn hiệu D7 liên kết song xe. Tượng trắng ăn mã đen tiêu diệt ngay một quân cờ đang bảo vệ xe E8. Tượng đen ăn lại tượng trắng và tấn công hậu trắng. Giờ trắng sẽ phải chạy hậu. Nhưng mà chạy đi đâu các bạn có biết không? Trắng chạy hậu G4 và thí hậu. What? Và mình tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Nếu đen ham hố ăn hậu trắng Thì súng cao su của trắng phát nổ Và đen sẽ bị chiếu hết Nếu đen không ăn hậu trắng Mà lấy xe ăn xe trắng Thì hậu trắng ăn hậu đen Xe đen ăn xe trắng chiếu Thì mã trắng ăn lại xe đen Lợi thế lớn sẽ nghiêng về trắng Do đó ở ván cơ thực tế Đen có lựa chọn chính xác là chạy hậu lên B5 Duy trì bảo vệ xe đen E8 Trắng tiếp tục qua hậu C4 Thí hậu lần thứ hai Miệng lẩm bẩm Take my wife please Và máy tính lại đánh giá Đây là nước đi thay tiền Nếu hậu đen ăn hậu trắng Thì lại như phân tích bàn nãy Súng cao su của trắng phát nổ Và đen sẽ toang Do đó đen vẫn không dám ăn hậu trắng Mà lại chạy hậu về D7 Trắng tiếp tục có nước đi điên rồi nữa Là phi hẳn hậu vào C7 Thí hậu lần thứ ba miệng lại là bẩm check my wife, please và máy tính lại đánh giá đây là nước đi thay tiền. tương tự như ban nãy thì đen cũng không dám ăn hậu trắng mà lại chạy hậu lên b5. bây giờ nếu trắng vội vã lấy hậu ăn tốt b7 để tiếp tục thí hậu thì sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. bởi vì đen sẽ phế hậu ăn xe trắng, xe trắng ăn hậu đen thì xe đen c1 chiếu hết. hậu trắng ăn xe đen thì hậu đen ăn xe trắng chiếu buộc mã trắng ăn hậu đen xe đen ăn hậu trắng khi đó thì trắng còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu quay trở lại ván cờ thực tế trắng sau 3 lần dâng hậu tận miệng mà đen không dám ăn thì lần này không thí hậu nữa mà để tốt a 4 tấn công hậu đen và thí tốt Đen phải duy trì quân hậu để bảo kê cho xe E8 cho nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ăn quân tốt thí này. Trắng để đi xe E4 tấn công hậu đen, thí cả hậu và xe. Và mình đi tiếp tục đánh giá đây là nước đi thay tiền. Nếu xe đen ăn xe trắng hay là ăn hậu trắng thì lại giống với phân tích ban nãy. Kết cục như thế nào chắc hẳn các bạn cũng đoán được. Do đó đen không dám ăn xe trắng hay là hậu trắng mà lại lùi hậu về B5. Trắng vẫn tiếp tục đeo bám đèn bằng cách lấy hậu ăn tốt B7. Miệng lãi lầm bẩm Check my wife, please. Và máy tính cũng tiếp tục đánh giá. Đây là nước đi thai tiền. Và đây là nước đi thay tiền thứ 5 của trắng trong ván cờ này. Sau nước đi này, ăn hậu trắng cũng chết. Mà chạy hậu đi đâu cũng chết. Đèn biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Nên đành chịu thua. Như vậy là với 5 pha dâng hậu tận miệng mà đối thủ không dám ăn, Edwin Adam đã xuất sắc đánh bại học trò của mình là Carlos Torres, một trong những kỳ thủ hàng đầu lúc bấy giờ. Thật ra ván cờ này chưa bao giờ xảy ra. Nó chỉ là một ván cờ giả tưởng mà Carlos Torres tự soạn ra để tôn vinh và thể hiện sự kính trọng với người thầy của mình. Thế nhưng nghĩ ra được một ván cờ ảo ma Canada như thế này thì thật sự quá là bá con nhà bà đạo rồi nghĩ được một ván cờ như này thì đúng là thần kinh không ổn định và sự thật đúng là như vậy ông sau đó đã phải sống gần như cả quãng đời còn lại trong bệnh viện tâm thần thế nên làm thiên tài chưa chắc đã sướng cứ ngơ ngơ như tùng rôn có khi lại hay các bạn nhớ ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại Hello, xin chào các bạn. Tiếp tục với chuyên mục các ván cờ theo cầu. Hôm nay mời các bạn đến với ván cờ giữa hai kỳ thủ Joseph Review và Axel Otto Onstein trong khuôn khổ giải cờ vua tưởng niệm đại kiện tướng thánh nhỏ Paul Keres, được tổ chức tại thành phố Tallinn của Nga năm 1977. Đây cũng là ván cờ mà mình làm theo cầu của bạn Nhật Huy. Joseph Review là một kiện tướng quốc tế người Séc một trong những kỳ thủ hàng đầu của Cộng hòa Séc những năm 1970 và 80 của thế kỷ trước. Còn Ace Otto Onstein là một kiện tướng quốc tế người Thụy Điển, từng 7 lần vô địch Thụy Điển vào các năm 1972, 73, 75, 77, 84, 87 và 88. Ván cờ giữa Joseph Rubio và Ace Otto Onstein là một trong những ván cờ hay nhất trong sự nghiệp của cả hai ông. Vậy nó hay như thế nào thì mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này Joseph Rebuild được cầm quân trắng đi trước Ông mở màn với nước tốt E4 Otto Onstein đáp trả bằng nước tốt E5 Tiếp theo trắng đi mã F3 Đen đi mã C6 Trắng phát triển tượng lên B5 tấn công mã đen Hình thành khai cuộc Tây Ban Nha Rui Lopez Đen để tốt A6 tấn công tượng trắng Đây là biến phòng thủ Mofi trong khai cuộc Tây Ban Nha Trắng lùi tượng về A4 Đen phát triển mạng F6 tấn công tốt trắng E4 Trắng không bảo vệ tốt mà nhanh chóng nhập thành. Mã đen ăn tốt trắng và đen tạm thời lãi được một tốt. Trắng binh xe một tấn công mã đen. Đen chạy mã về C5. Vừa chạy mã lại vừa tấn công tượng trắng. Tượng trắng thịt luôn mã đen C6. Tốt đen D7 ăn lại tượng trắng và mở đường cho tượng phát triển. Đồng thời mở cột D cho hậu kiểm soát. Trắng không lấy mã hay là xe ăn tốt đen mà để tốt D4 tấn công mã đen nên chạy mã về E6 bịt cột E lại. Ở đây trắng nên lấy mã ăn tốt đen E5 chiếm lĩnh trung tâm gây sức ép lên tốt yếu E7 và mở đường cho hậu xuất chiến. Tuy nhiên thực tế thì trắng lại mắc sai lầm là lấy tốt ăn tốt đen. Đen liền đổi ngay hậu với trắng. Xe trắng ăn lại hậu đen và kiểm soát cột MD. Đen lên tượng E7 chuẩn bị nhập thành. Trắng phát triển tượng E3. Đen không nhập thành mà lại đi tượng D7 Khả năng là đổi bài nhập thành xa. Trắng phát triển tiếp mã C3 liên kết song xe. Đen quyết định nhập thành xa. Trắng đẩy tốt H3, đen đẩy tốt H6. Trắng lên xe D2 chuẩn bị bình tiếp xe D1 chồng quân tạo thành súng cao su trên cột MD. Đen phi tượng lên B4 ghim mã trắng. Trắng theo kế hoạch bình xe D1. Đen đẩy tốt C5 bịt đường tấn công của tượng trắng. Trắng lùi mã về A1 Sau đó sẽ nhảy lên D3 Tấn công tượng và tốt đen Đen liền đẩy tốt C4 Chặn lại ngay Trắng đẩy tốt A3 Tấn công tượng đen Ở đây tượng đen ăn luôn mã trắng cũng được Tốt trắng ăn lại và bị tốt chồng Nhưng mà có lẽ là sợ đổi quân xong Thì trắng có thể khai thác cột B Để triển khai tấn công Do đó đen lựa chọn lùi tượng về A5 Vẫn duy trì ghim mã trắng Trắng đẩy tốt F4, chuẩn bị đẩy tiếp tốt F5 tấn công mã đen. Đen để tốt G6 chặn lại ngay. Trắng lên vui F2, đen để tốt H5. Trắng lại nhảy mã lên F3, đen để tốt B5, dâng cao hàng tốt phía cánh hậu. Trắng đẩy tốt G4, gạ đổi, tốt đen ăn tốt trắng, tốt trắng ăn lại tốt đen. Sau đó thì có thể đẩy tiếp tốt F5 tấn công mã đen và gạ đổi tốt. Ở đây đen nên lấy tượng đổi mã với trắng như phân tích ban nãy. Tuy nhiên thì đen lại đẩy tốt lên C5 Làm bàn đạp đẩy tiếp tốt xuống B4 tấn công mã trắng Và đây là một sai lầm Chớp lấy sai lầm này trắng phi xe xuống D6 tấn công tốt đen A6 Đen không bảo vệ tốt mà lùi tượng về C7 tấn công xe trắng Nếu trắng ham hố ăn tốt đen Thì đen lên vụ B7 bắt chết xe trắng Trắng chỉ có nước là phế xe ăn mã đen Tượng đen ăn xe trắng Lợi thế sẽ nghiêng về đen Do đó ở ván cờ thực tế trắng không ăn tốt đen nhưng mà cũng không thèm chạy xe mới nhảy mã lên E4 và thí xe. Và máy tính đánh giá đây là nước đi tiên tài. Nếu tượng đen ăn xe trắng thì mã trắng ăn lại tượng đen chiếu. Sau đó sẽ ăn tiếp tốt đen F7 tấn công đôi hai xe của đen và đen chắc chắn sẽ bị bắt lại một xe. Khi đó tuy quân số ngang nhau nhưng mà trắng hơn đen một tốt lại có thể đứng quân đẹp hơn. Lợi thế sẽ nghiêng về trắng. Ở đây nước tốt nhất cho đen là lên tượng C6 tấn công mã trắng và gạ đổi xe. Sau khi đổi quân xong, ván cờ sẽ cân bằng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen lại mắc sai lầm nghiêm trọng là nhảy mã D4 nhằm cắt đứt mối liên kết song xe của trắng. Nước đi này thì còn tệ hơn cả nước mà lấy tượng ăn xe của trắng mà đấy. Ở đây nước tốt nhất cho trắng là thí xe ăn tượng đen. Xe đen ăn lại xe trắng Mã trắng ăn tốt đen và tấn công xe đen Đen chắc chắn mất xe hoặc mã Nước tốt nhất cho đen là ăn mã trắng Xe trắng ăn xe đen Đen chạy mã H2 Thì mặc dù lực lượng ngang bằng nhau Nhưng mà trắng hơn đen một tốt Và có thế công mạnh hơn rất nhiều Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Trắng lựa chọn một phương án khác là lấy tượng Thịt luôn mã đen và tiếp tục thí xe Nước đi này không phải là nước tốt nhất nhưng mà cũng tốt vừa vừa. Nếu tượng đen ăn xe trắng thì lại giống như phân tích bản nãy. Mã trắng ăn tượng đen chiếu rồi ăn tiếp tốt F7 tấn công đôi hai xe của đen. Do đó đen có lựa chọn chính xác là lấy tốt ăn lại tượng đen và hết bị tốt chồng. Tiếp theo trắng vẫn không chạy xe mà đi vua G3 bảo vệ tốt G4 và ngăn xe đen phi xuống H3. Và máy tính tiếp tục đánh giá đây là nước đi thay tiền. Cũng giống như hai lần trước thì đen vẫn không dám ăn xe trắng mà đẩy tốt xuống D3. Tốt trắng ăn tốt đen, tiếp tục mời gọi tượng đen ăn xe trắng lần thứ tư. Và máy tính lại đánh giá đây là nước đi thay tiền. Lần này thì đen vẫn không ăn xe trắng mà đi tượng E6 bảo vệ tốt C5 và gạ đổi xe. Trắng vẫn không chạy xe mà lấy tốt ăn tiếp tốt đen thí xe lần thứ năm và máy tính tiếp tục đánh giá đây là nước đi thay tiền bốn nước đi thiên tải xuất hiện liên tiếp what the hell going on đen lần này vẫn không dám ăn xe trắng mà lấy tượng ăn lại tô trắng sau năm lần bảy lượt thí xe mà đen không chịu ăn bực mình trắng quyết định đổi xe với đen và giờ thì đen đành phải ăn lại xe trắng trắng nhảy mã vợ d 6 biến thành mã bạch tuộc chiếu ở đây đen nên đổi tượng lấy mã của trắng tiêu diệt ngay quân mã bạch tuộc nguy hiểm đấy đi tốt trắng ăn lại tượng đen trở thành tốt thông thì là để đội f6 ngăn mã trắng phát triển rồi tìm cách tiêu diệt quân tốt thông này sau thì cũng chưa muộn trắng tuy chiếm ưu thế được một chút nhưng mà đen vẫn còn có thể chống đỡ được trở lại ván cờ thực tế đen không dám ăn mã trắng mà chạy vụ b8 Thừa thế sông lên, trắng nhảy tiếp mã lên D4, dọa nhảy tiếp vào C6 chiếu bắt xe. Đen chạy trước vua sang A8, trắng vẫn nhảy mã vào C6 tấn công xe đen, biến thành hai quân mã bạch tuộc với uy lực rất lớn. Ở đây mặc dù trắng có tung rôn vô ảnh mã nhưng mà đen lại có âm dương rôn thần tượng, cho nên đen cũng không hề nao núng mà chạy xe lên D7. Trắng đi xe D2, dọa nước sau lấy mã, thịt ngay tượng đen C4 Đen nhanh chóng lùi tượng về E6 tránh đòn Trắng lùi mã về D4 tiếp tục tấn công tượng đen Đen lại chạy tượng lên C4 Bức mình trước sự lì lợm của đen Mã trắng ăn tượng đen Tốt đen ăn lại mã trắng Trắng lùi mã về F3 gạ đổi xe Nếu xe đen ăn xe trắng thì mã trắng ăn lại xe đen Và chắc chắn vặt tiếp được tốt đen C4 Do đó đen có lựa chọn chính xác là phi xe xuống D3 ghim mã trắng nếu xe trắng ăn xe đen thì tốt đen ăn lại xe trắng và biến thành tốt thông. do đó trắng cũng không đổi xe với đen mà qua xe c2 tấn công tốt đen. biết là không thể bảo vệ được quân tốt này, đen để tốt g5 gạ gẫm đổi tốt. nếu tốt trắng ăn tốt đen thì sẽ bị tốt chồng. tượng đen ăn lại tốt trắng chiếu. mã trắng thì bị ghim không thể ăn được tượng. trắng chạy vua f2, đen chạy tượng d6, xe trắng ăn tốt đen. Trắng tuy ăn được một tốt của đen nhưng mà lại xuất hiện cặp tốt trong. Do đó ở ván cờ thực tế, trắng lựa chọn lấy xe ăn tốt đen. Tốt đen ăn tốt trắng, chiếu. Vua trắng ăn lại tốt đen. Và hiện giờ thì trắng đang hơn đen hẳn hai quân tốt. Đen đi vua B7, tích cực vua vào trận. Trắng đi vua E4, tấn công xe đen và tháo ghim cho tốt E5. Đen chạy xe xuống D1. Trắng đi vua F5, đen bình xe B1, tấn công tốt trắng không bảo vệ tốt trắng đi vua f6 tấn công tốt đen f7 nếu bây giờ xe đen ăn tốt trắng thì trắng bình sẽ b4 f đen phải đổi xe ngay khi đó một mình tượng đen không thể ngăn cản được tốt trắng phòng cấp đen sẽ toang do đó đen có lựa chọn chính xác là đẩy tốt a5 ngăn xe trắng b4 trắng liền đẩy tốt b4 gạ đổi tốt để ép đen phải đổi xe nhưng mà đen cũng rất tỉnh và đẹp trai, cho nên đẩy tiếp tốt a4 tránh giao chiến. Trắng đẩy tốt g5, đen lùi xe về b3, tấn công đôi mã và tốt trắng a3. Trắng chạy mã d4 tấn công lại xe đen. Đen không ăn tốt trắng a3 mà, mà chạy xe e3, kết hợp cùng tượng tấn công tốt e5 của trắng. Nếu trắng đi xe c5 bảo vệ mã thì đen đi tượng b6 xiên táo xe và mã trắng. Trắng chạy xe d5 bảo vệ mã thì tượng đen ăn mã trắng. Xe trắng ăn tượng đen, xe đen ăn tô trắng. Khi đó lợi thế thì vẫn nghiêng về trắng thôi, nhưng mà đen cũng đã hình thành được một quân tốt thông, cho nên đen sẽ gây nhiều khó khăn cho trắng. Do đó ở ván cờ thực tế, trắng thí xe ăn luôn tượng đen. Chiếu. Vua đen ăn lại xe trắng. Vua trắng ăn tốt đen, biến tốt e5 và tốt g5 trở thành tốt thông. Và giờ thì trò hay mới bắt đầu. Đen còn một xe, một tốt. Trắng còn một mã và bốn tốt. Tiếp theo các bạn thì phần thắng sẽ nghiêng với ai? Thực ra cửa thắng cho trắng trong thế cờ này đã quá cao rồi. Tiếp theo nên không ăn tốt trắng mà mình sẽ d3 tấn công mã trắng. Ở đây trắng nên chạy mã b5 chiếu và bảo vệ tốt a3. Vua đen chạy b6 tấn công lại mã trắng thì không gì có thể cản được bộ đôi tốt thông của trắng phong cấp. Tuy nhiên thực tế thì trắng lại chạy mã về E6 làm cản mất đường tốt thông E5 phong cấp. Và tiếp theo mời các bạn theo dõi các pha xử lý cờ tàn hết sức cồng cành của cả hai kỳ thủ mà mình sẽ next nhanh đến nước thứ 62. Rồi đến nước thứ 62 Trắng vẫn đang duy trì lợi thế rất lớn Nhưng mà sau nước đi ngôn tình này Thì mọi lợi thế của trắng đã tan biến Và đen chớp ngay lấy cơ hội này Thí xe vào F7 triệu What? Và máy tính đánh giá Đây là nước đi thiên tài Đúng là khó hiểu phải không các bạn Đang rơi vào thế phải chống đỡ mà đen lại còn dám thí xe Thật không thể hiểu được ở đây thì trắng chỉ có hai nước là ăn xe đen hoặc là chạy vua e8 nếu trắng chạy vua e8 thì hậu đen c6 chiếu trắng mà lùi mã hoặc hậu về cản chiếu thì sẽ toa ngay cho nên trắng sẽ phải ăn xe đen tức là đằng nào thì cũng phải ăn xe đen do đó ở ván cờ thực tế thì trắng lựa chọn ăn luôn xe đen chỉ chờ có thế hậu đen g6 chiếu và thí hậu và máy tính tiếp tục đánh giá đây là nước đi thiên tài nếu vua trắng ăn hậu đen thì vua đen không còn nước đi nào hợp lệ nữa và ván cờ sẽ được xử hòa. Do đó trắng không dám ăn hậu đen mà chạy vua E7. Tuy nhiên thì hậu đen không chịu buông tha, lao vào E7 thí tiếp, miệng nói, ăn em đi anh. Trắng thì vẫn không dám ăn hậu đen mà chạy vua D6. Đen tiếp tục đeo bám bằng cách đi hậu D5 chiếu, miệng tiếp tục nói, thịt em đi anh và máy tính tiếp tục đánh giá đây là nước đi thiên tài đến nước này thì trắng biết là không thể thoát khỏi sự đeo bám của hậu đen cho nên đành phải thịt hậu đen và ván cờ được xử hòa do vua đen không còn nước đi hợp lệ như vậy kiện tướng Joseph Review mặc dù tung ra đến bốn nước đi thiên tài và chiến và chiếm được lợi thế cực lớn nhưng mà với những pha xử lý cờ tàn xuất sắc mà đặc biệt là các nước xe điên và hậu điên cuối cùng Kiện tướng Austin đã lật ngược thế cờ thành công khi cầm hòa được lực lượng hùng hậu của bên trắng. Một ván cờ cực kỳ mãn nhãn với những pha xử lý đẳng cấp của cả hai kỳ thủ. Ván cờ diễn ra hấp dẫn, kịch tính cho đến tận nước cờ cuối cùng xem thật là sướng mắt. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.